Điểm mạnh của em nghiêng về kỹ thuật và tư duy chơi bóng của em cũng khá là tốt, và điểm yếu của em thì em vẫn còn thiếu nhiều về sức mạnh. Sở trường của em thường là hay chơi tiền vệ trung tâm, và lên trên đây thì thầy Bắc đang tập cho vị trí tiền đạo cánh. Em sẽ cố gắng, đây là cũng là bước đào cho em từ vòng loại rồi, em sẽ cố gắng thể hiện cho mọi người biết và dần dần vào đội tuyển quốc gia. Like I need it, and you may have some history.